Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay Minh đã mua về được một em, tên gọi là gì? XSR 155 phân khối. Tìm mãi lắm mới thấy anh em, tại con xe này mới ra, rất là mới, 2020. Đó, thì bây giờ sẽ cho anh em nghe cái tiếng bô của nó nha. Đề lên nè. Đó. Rồi, nẹt nè. Ô. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Rồi. Quá là dữ luôn anh em. Rồi, bắt đầu tập trung vào review xe. Xe có bán nha. Mình nạc bô quỷ với 800 nó nhái theo á anh em, cái tiếng bô được gì đâu nó nhái theo á. Thì ở phía sau chiếc với 800 nè, hiện tại là mình có bán luôn nha, chỉ với 164 triệu là anh em có thể sở hữu được con với 800 hàm hố. 164 triệu nha, bô độ đầy đủ, bô zin đầy đủ luôn nha. Đó, mọi thứ quay cho anh em xem. Rồi, rồi tiếp theo tập trung vào cái em này. Rồi, hôm nay là mình sẽ tập trung vào review em này. Thì em này giá bán hiện tại, giá mới của nó là 188 đến 189 triệu luôn tiền biển số. Đấy, qua đây nè, qua đây cho đẹp nè. 188 đến 189 triệu luôn tiền biển số. Thì con xe này á, là thực chất là mua cũ không có đâu anh em, phải mua mới về review cho anh em xem. Thì con xe này hiện tại sẽ bán với cho anh em giá là 74 triệu nha anh em. Đó, bán anh em giá 74 triệu con xe này. Thì nó mới toàn bộ. Và odo của nó thì chỉnh cho anh em xem. Đây, quay cho anh em cái phần đồng hồ nè, cho mấy anh em đọc cái này trước. Odo của nó hiện tại là 3.900. Đó, 3.900. Đây, cái bản đồng hồ của nó rất là đặc biệt ha anh em, hình tròn. Và cái dáng xe này á, nó mang một chút hơi hướng thể thao, một chút gọi là cổ điển. Thì con xe này một cái điều đặc biệt anh em sẽ biết, đó là Yamaha rất là hay đưa cái cục máy của con R15 xuống đây. Cục máy nó không khác gì con R15 nha, vẫn 19 mã lực, hộp số 6 cấp và VVA Lipa Plus giống như R15 V3 đó. Ở đây thì nó có một cái yên đó. Cái yên này á, mà trong giới chơi xe Cafe Racer, mình không có chơi mấy dòng đó nha, mình chỉ biết sơ sơ, thì người ta gọi cái này là yên bánh mì. Yên bánh mì này có thể chở hai người rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ mời Vinh X vô để mình chở Vinh X thử xem ha. À, Vinh X lên đây nè. Thì con xe này á, chiều cao yên của nó là hình như là mình nhớ là 810. Nó cũng vừa phải. Như mình 1m7 nè, mình ngồi rất là thoải mái luôn. 1m62 vẫn có thể ngồi bình thường, 1m60 vẫn có thể ngồi bình thường. Em ngồi phía sau em cảm thấy sao? Thoải mái. Rất là thoải mái đúng không? Ừ. Sao mắt chảy nước mắt hả? Bệnh. Rồi, Vinh X đang bệnh nha. Đó, thì ngồi chở hai người rất là thoải mái luôn. Đi trong phố, đi dạo mát, hoặc là đi vượt xa, hoặc là anh ơi đi trốn với anh, cùng đi đến nơi rừng bạc biển xanh đó. Trong mấy clip MV rất là đặc biệt.
anh em dạy gì không mua con này mà đi công nghệ mới, mọi thứ đều mới, mà mua những con khác độ lên nữa tốn công. Yamaha thiệt là, phải nói là Yamaha rất là thời trang luôn, đã làm ra một cái con xe thiệt là tuyệt vời, cho anh em khỏi cần độ gì nữa luôn. Rồi bây giờ xuống thôi, review tiếp tục cho anh em xem, anh em của kênh mình xem. Thì tiếp theo là mình qua cái bánh đi. Thì nó khác cái bánh thôi, nhà sản xuất làm vậy cho anh nhìn nó cổ cổ hơn xíu, thay vì cái bánh zin của R15V3. Nhưng mà sai rồi, nó bằng sai luôn ha anh em ha. Ở đây là có độ lên sẵn cái vỏ nè. Cái này nè là cái bát của nước ngoài á, xe nhập thì sẽ có cái bát biển số trước này nè. Thì ở đây mình đã chế lên một cái vỏ da rất là đẹp, anh em mua về không cần độ chế gì nữa. Ở đây cái bản đồng hồ thì con xe này á, nó ra để nó cạnh tranh với lại đối thủ của nó, đó là CB150R. Đó, thì mình thấy con này thiết kế của nó đẹp cũng hai con mỗi nét đẹp khác nhau. Nhưng mà con này nét đẹp kiểu cổ điển nhưng mà hiện đại, thấy không? Cái cụm đồng hồ của nó nè, LED nè, hình tròn nè, đây có logo SXR nè, rất là đẹp luôn, tuyệt vời. Đó, chỗ này là một cái bát nhôm rất là đẹp để giữ cái đồng hồ lại, tuyệt vời luôn. Hai, đây là cái cụm đồng hồ nó ha, đây là đầu đèn nó lộn. Cái clip này á, Minh là người đầu tiên review clip, không bao giờ cắt ghép chỉnh, review luôn một lần, nói luôn một lần cho anh em luôn, nói chung mình biết cái gì nói. Thì đây nha mấy anh em lưu ý nè, mấy anh em mới chơi xe nè, phuộc upside down là phuộc hành trình ngược đó. Thì cái phuộc màu đen, màu trắng, màu vàng thì đều là upside down, chứ nhiều anh em á, mới chơi xe không biết là thấy màu vàng mới là upside down, tại vì người ta thích màu đen thì người ta làm upside down màu đen, hiểu không? Đây vẫn là upside down. Ok chưa, chứ không phải thấy màu đen là kêu người ta phục thường đâu nha. Đây upside down nè, quay gần cho anh em xem nè, mượt mà nè, đẹp, rất là đẹp luôn. Ở đây thì có lên bảo vệ các nước nè, đó anh em mua về khỏi cần lên gì nữa luôn. Xe mới mà đã lên đồ chơi, nhớt nhau, nước mát đầy đủ. Đây, ở đây có cặp kính gương gù nè, cho anh em nè, khỏi cần lên gì nè, ốc titan nè, hai con nè, thấy chưa. Còn chìa khóa thì khỏi chê luôn, chìa khóa đây, đó, mới tinh luôn, thì xe mới mà anh em, 74 triệu thôi, dài gì không chơi đúng không anh em. Rồi, thì đây, quay cái đồng hồ cho anh em xem. Xe này có hiển thị số nè, thấy không? Minh đen đá nè, số 2, số 3, số 1, đó, hiển thị số dòng tua đầy đủ. Rồi, báo xăng ở đây, rất là ok, ghi đông cao, ngồi rất là thoải mái. Nó vừa một chút nát kịch, một chút cà phê racer, một chút cổ điển, thiệt là tuyệt vời. Bình xăng của nó hình như là cũng bằng R15 á, 10 phải mấy lít thôi, 10 lít hơn chút xíu. Này bình xăng, thì nắp bình xăng cũng y chang R15. Bình xăng hai bên đều là nhựa nha anh em, đều là nhựa. Đó, con nhẹ. Rồi qua cái phần capo, người ta thiết kế những cái này nè, nhìn cho nó cổ điển hơn thôi. Nhưng mà mình nhìn tổng thể nó cũng giống bô R15V3 anh em ạ. Nó chỉ khác cái ốp lại cái này thôi. Nhìn cái này nè, thấy không, y chang R15V3 luôn. Đó. Thêm cái phần cái mỏ cày nữa. Rồi. Đây, ở đây là đã có đuôi đèn hậu nè. Đó, cắt cái đuôi nè. Đó, cắt cái đuôi đèn hậu rất là đẹp luôn. Có điện thoại, ai gọi vậy? Cho anh em xem cái đuôi đèn hậu nè. Nhìn á thì tưởng là đèn cổ điển ha, nhưng mà thực chất trong đây là hiện đại hết ha, đèn LED. Đó, anh em thấy chưa? Đó, thắng lại nhấp nháy nè. Rất là đẹp luôn. Xi nhan thì đã lên xi nhan cho nó gọn lại nè. Bát biển số thì đã lên bát biển số tích hợp. Đó, thấy chưa? Rồi ok. Thì có vài điều mình nói ở con này mà nó không có cạnh tranh được với lại CB150R, đó là nó chưa có trang bị ABS trước sau. Đó là một cái điều mà thu của CB150R là chưa có trang bị ABS trước sau. Nhưng mà cục máy là nó hơn hẳn rồi. Cục máy này thôi quá ngon, tiết kiệm xăng luôn. 50 cây một lít. Chắc chắn với anh em một điều là 50 cây một lít với điều kiện là anh em đi Bojin. Con này còn gì để nói, để nghiên cứu coi còn cái gì để nói không ta. Thì bánh trước bánh sau như R15, chỉ là khác cái kiểu dáng thôi. Kiểu dáng này nhìn cho nó cổ điển hơn. Thì ở con xe này cục máy không có gì để nói nữa. Cục máy nó là cục máy của R15V3 19 mã lực.
thì rất là ok rồi. Cục máy đó mà tháp xước con này thôi chạy mạnh mẽ luôn. Và khi ngồi con xe này mình có một cái cảm giác là rất là tự tin. Rất là tự tin. Thôi bây giờ cho anh em nghe tiếng bô xíu nha. Thoải mái, tự tin, rất là cá tính luôn. Phải nói ngồi trên con xe này rất là cá tính mà nhìn rất là men, thể thao. Thì con xe này với con MT15 với con R15 là chung cục máy nha anh em. Được rồi, đi trong thành phố thì tiến bộ như vậy là ok rồi anh em. Một kiểu dáng thêm cho anh em trong giới kiểu như muốn chill, muốn feel, muốn đi thám hiểm những cung đường lạ, lên mỗi con xe này là hợp lý lắm rồi. Bây giờ mấy anh em sướng chứ không phải như hồi xưa nữa, là phải lấy từ những con cũ rồi để độ lên những kiểu dáng như thế này. Bây giờ là hãng người ta đã độ sẵn cho anh em hết rồi, công nghệ trang bị đầy đủ rồi, tiết kiệm xăng rồi, đi vi vu luôn. Quá tuyệt vời anh em, những anh em nào mà thích phong cách đang vô, lên con xe này là hợp lý nhất. Rồi nói như vậy chắc là đủ rồi á. Cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Biker. Còn anh em nào muốn mà liên hệ để mua con xe này á, thì cứ liên hệ Minh với số điện thoại Zalo 0916640653, hoặc là tới thẳng địa chỉ showroom của Minh, đó là 204 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, để chiêm ngưỡng trực tiếp con xe này và thử luôn nha. Những anh em không mua vẫn có thể thử và chiêm ngưỡng nó bình thường, chỉ cần anh em nhắn tin trước cho Minh là hôm đó anh em qua thì Minh sẽ tiếp. Ok anh em. Đó thì giá con này giá cũ của nó, cũ nhưng mà xe mới chỉ có 74 triệu thôi. Đó, giá của nó 74 triệu, bao gồm tất cả đồ chơi và đồ dinh ở trên con xe này. Rồi, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Và Minh hy vọng sẽ có kiếm được nhiều em xem mới như vậy, kiểu dáng lạ như vậy để review cho anh em xem. Và đặc biệt con xe này tiết kiệm nhiên liệu nha anh em, tiết kiệm nhiên liệu và tiết kiệm nhớt. Nhớt của nó chỉ có 850ml khi mà anh em thay nhớt không thay lọc. Còn khi thay lọc thì anh em sẽ đổ 1 lít. Và xăng của nó là từ 48 đến 50 cây 1 lít, rất là tiết kiệm luôn. Có phải nói là anh em mới chơi xe chơi con này, hoặc là anh em mua để đi lâu dài vẫn được, mua đi làm đi lâu dài vẫn được. Đó, trên đây nè có lên sẵn cái vỏ nè. Đó, bỏ đồ vô. Đó, anh em nào thích rất là tuyệt vời rồi. Bye bye anh em nha, hẹn gặp lại qua những clip sau. Mình đang trải nghiệm con xe nè, nhưng mà không có ai quay cho Minh, nhưng mình phải để cái điện thoại phía sau lưng đó để quay á anh em. Có thể nói con xe này rất là thoải mái luôn, cực kỳ chạy, cực kỳ thoải mái mà cực kỳ lanh. Tại một cái con xe á, anh em nghĩ đi, R15V3 á, cái dàn áo nó bự, nó nặng hơn con này. Con này chỉ có 130 mấy ký thôi, nhưng mà nó sở hữu cục máy 155 của R15 thì á, nó ngọt lắm. Nó có phải nói là nó nhẹ hiều luôn anh em, nó nhẹ tựa lông hồng, nhẹ lắm. Cảm giác mà anh em chạy R15V3 xong anh em lên con này nó nhẹ lắm, mà nó giọt, tăng tốc nhanh lắm anh em. Tăng tốc cực kỳ nhanh. Nó sao ta, cảm giác nó mới á, chạy nó ok lắm anh em, không thể chê luôn á, thoải mái. Anh em có thể lựa chọn con này là đi làm, đi chơi, đi phượt luôn á, 3.1 luôn. Còn chở bạn gái phía sau đó, nói là bao ngầu luôn. Cái 8 tuổi gì giỡn lên anh em. Rồi, đây là cái mà mình chia sẻ lại. Con xe này leo lề cũng rất là ok nha, để thử leo lề xuống cho anh em xem. Thôi cái lề ở đây cao lắm. Đó, leo lề nè. Đó, leo lề nè. Đó, xuống lề nè. Rồi, rất là gọn gàng, sạch sẽ. Ok, con xe này đáng để chơi, đáng để chơi. Quên, đáng để chạy, lộn chơi cái gì, đáng để chạy, đáng để được trải nghiệm. Đó, leo lề nè, về nhà nè, đó ok nè, chạy xuống nè, ôi vô clip luôn nè. Rồi đó, leo dốc luôn, leo dốc luôn, leo dốc luôn, leo dốc luôn.